Thế ngõ nhà mình đi vào là không anh nhỉ? Em mới được gõ nha, em mới được gõ rồi. À, bây giờ là khoảng hơn 3 giờ sáng. Mình vừa kết thúc buổi làm việc của mình xong. Bây giờ mình sẽ lên trên đơn vị luôn để bắt đầu ngày đầu tiên với sao nhập ngũ. Đi cộng hôn ai vậy? Chúng tôi đến một đoàn thai, một hành trình khó khăn. Có thể ở trên màn hình stream các bạn hay xem mình thì thấy mình là một con người rất là vui vẻ, rất là nhắng kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà tham gia chương trình này, mình sẽ trở thành một con người giống như mình ngoài đời vậy. Mình sẽ trầm tính hơn, mình sẽ nghiêm túc hơn và mình sẽ giống như một người đàn ông trưởng thành hơn. Anh ơi, vô đó có cho hát không ạ? Tại vì em hay hát sảng á. Chiến dịch mùa hè năm ấy, cả nước bừng bừng khí thế, tiếng công cao gương tròn như một dòng sông tràn về biển Đông, ào ào như tháp đổ. Sao im lặng vậy? Nói chung là... Nói chung gì? Là... Đố anh biết em đang nghĩ gì? Chào mọi người. Sao chưa có ai vậy ta? Ủa? Có một người nữa đang tới. Alo anh. Em vừa tới. Trời ơi, hai bên mình miền Bắc chơi đây là nhanh nhất. Ui sao anh mang ít đồ thế? Thôi, thế em bị chờ ở đây cả tháng à? Không phải, tại vì con gái ấy, nhiều đồ ấy. Tí nữa người ta bắt bỏ ra hết. Vào đây ăn cơm chính phủ, ngủ về canh rồi, mang đồ làm gì? Nhưng mà tóc thì sao đây? Cứ cắt thôi chứ làm sao? Em muốn phỏng vấn. Đó là nguyên một cái bộ đồ màu hồng, dây màu hồng. Cái túi này cũng màu hồng. Quần màu hồng, giày màu hồng. Màu hồng luôn. Môi màu hồng đỏ. Nhưng mà lý do tại sao chọn cái outfit này? Tại vì đồ lý do bây giờ cứ cảm nghĩ cái bức tranh mình muốn truyền đạt ra ngoài. Bức tranh gì mình muốn truyền đạt đến là mọi người, cuộc sống của mọi người luôn màu hồng. Hãy mạnh mẽ, tự tin, vững bước, không có gì cả. Khi mà mình thấy cuộc đời mình quá bi kịch thì hãy nhìn chị. Để chị cuộc sống màu hồng là đẹp. Và ngoài ra màu hồng sẽ là giúp chúng ta bớt giận. Bớt giận dữ khi mà ai giận dữ á. Ủa em kêu chị chia sẻ ra không nghe. Dạ em xin lỗi. Thôi đi, mới chưa đi mà thấy sức mất rồi. Khó đàn kết quá. Khó đàn kết quá. Anh cứ đứng im là anh ấy cũng đứng im. Anh với cả anh ấy đang phơi nắng. Anh biết là buổi sáng phơi nắng này nó hấp thụ thành vitamin D không? Vậy anh Nam đứng dịch ra đây cho nắng. Ôi, mọi người tới rồi sao nhỉ? Anh chào mình kìa, chào ảnh. Mọi người tới rồi. Ôi sao mọi đứng dưới hàng gì nữa? Bồ đôi ta thấy quân trở về. Ôi em ơi sợ thế. Mọi người sẽ xuống lấy đồ nhá. Mời các ông chia xuống xe, mang theo hành lý. Thôi. Các đồng chí mang theo hành lý ra vị trí tập trung. Gì căng thẳng quá vậy? Các đồng chí đứng tại đây. Hết các đồng chí nam, đến đồng chí nữ. Tụm. Nói gì em không hiểu. Hết đồng chí nam tới đồng chí nữ. Em là hàng nào? Hàng dọc. Giờ sao? Đồng chí nam lên trước. Dạ. Hàng dọc. Hàng dọc. Để thôi nữa. Giờ tới mình. Có ai thì tôi không ạ? Anh đưa đi, các đồng chí nam, các đồng chí đi thường bước. Con đi trước. Đi thường bước. Đi thường bước là đi gì? Là đi bình thường. À, thuần chuẩn đó hả? Đi như bình thường mình đi. Mình sẽ được đi bơi nữa nè. Ở cái dòng sông này nè. Quang cảnh thật là thơ mộng.
quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vắt cuốc ra đồng. Kìa mọi người đang bơi kìa. Nhưng mà lạnh quá sao bơi? Trời đất ơi. Ủa ơi, lạnh như này mà vẫn bơi á? Làm sao có thể được? Đồng chí quan sát đây, bộ đội đang bơi vượt sông bằng phương pháp bao gói. Thời tiết như này là cũng là một điều kiện để rèn luyện bộ đội. Đúng rồi, một điều kiện để rèn luyện bộ đội. Oh my god. Các đồng chí tới đây cũng được huấn luyện bơi. Là chúng ta phải rèn luyện trong mọi điều kiện. Các đồng chí bình tĩnh, đây là súng máy phòng không 27 đang tập bắn. Bắn súng. Ủa, tôi cầm mình. Ai la vậy ông? Anh. Tự nhiên anh la, em bị liệu quá. Anh sợ. Chết rồi, những ngày tháng tiếp theo của em sẽ như thế nào? Những tháng ngày hôm đó ta sẽ cười thật tươi. Phát này thì không la nha. Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Ủa bắn cái gì vậy ta? Sao sáng sớm mà bắn nhau rồi? Wow. Cái gì vậy? Ôi. Giống Squid Game quá vậy. Hóa học đấy. Trời ơi, thế này làm sao thở được? Phòng độc hả? Nếu như em đeo mặt nạ vào em sẽ mất khoảng 20% oxy đấy. Là đang cơ động mà gặp khu vực nhiễm độc ấy thì dạ, bộ đội phải mang mặt cái đấy vào. Dạ. Nhưng mà tại sao lại có hai màu ở đồng chí? Đấy. Có hai phân đội. Dạ. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi mới trong quân đoàn nhé. Sư đoàn bộ binh 325. Sư đoàn bộ binh 325. Đứng lại đứng. Xong rồi dồn hàng đi. Dạ vâng ạ. Wow, hết nắng cái lại lạnh. Toàn thể cao chú ý. Nghiêm. Toàn thể cao chú ý. Nghiêm. Nghiêm. Các ông chí bỏ khẩu trang. Nghiêm. Tôi, Nguyễn Văn Hoài, trợ lý ban quân lực phòng tham mưu, báo cáo đồng chí phó tham mưu trưởng sư đoàn, bộ phận chiến sĩ mới đến đơn vị công tác quân số đủ hết. Đồng chí về vị trí. Rõ. Chí bỏ tay khỏi túi áo. Chúc mừng ông chí nhá. Chúc mừng. Chúc mừng nhá. Chúc mừng nhá. Trước hết, thay mặt cho cán bộ chiến sĩ đơn vị, xin nhiệt liệt chào đón các ông chí về học tập, công tác tại sư đoàn bộ binh 325, quân đoàn 2 Anh Hùng. Quân đoàn 2 là một trong 4 quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được thành lập ngày 17 tháng 5 năm 1974 tại Ba Nang, Ba Lòng, Quảng Trị. Tên tuổi của quân đoàn gắn liền với những chiến thắng vang dội ở Nông Sơn, Thượng Đức, La Sơn, Mỏ Tàu. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Quân đoàn 2 vinh dự được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tổ chức một lực lượng phối thuộc cùng các đơn vị bạn tham gia chiến đấu và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mở màn chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, tạo đột biến mang ý nghĩa chiến lược. Cùng thời điểm đó, quân đoàn phối hợp với các lực lượng tại chỗ mở chiến dịch tiến công thần tốc, dũng mãnh giải phóng Huế, Đà Nẵng. Tiếp tục thần tốc, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, giải phóng hoàn toàn các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung, mở toàn cánh cửa thép bảo vệ Sài Gòn. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đoàn tiến công hướng Đông và Đông Nam Sài Gòn, phát triển đánh chiếm Dinh Độc Lập, cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất,
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đoàn lại hoàn thành xuất sắc các cuộc hành quân thần tốc, kịp thời có mặt để trực tiếp tham gia chiến đấu ở hai đầu đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc. Đồng thời, làm trọn nhiệm vụ quốc tế cao cả với hai nước bạn Lào và Campuchia. Ngày nay, đất nước hòa bình, nhưng đối với quân đoàn chủ lực chiến lược của bộ, tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu với phương châm người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh lên đường là lên đường được ngay. Xứng đáng với truyền thống, thần tốc, táo bạo, quyết thắng. Để tiện cho quá trình công tác, sau đây tôi cùng các đồng chí sẽ giới thiệu sơ bộ về bản thân. Trước khi giới thiệu, tôi lưu ý khi giới thiệu, các đồng chí giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng và hết sức nghiêm túc. Tôi sẽ giới thiệu trước. Tôi, Thượng tá Nguyễn Hải Ngư, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn, sinh năm 1975, quê quán Xuân Trường, Nam Định. Mời đồng chí bên trái ngoài cùng. Oh no! Đồng chí không phải giơ tay chào. Tôi, Nguyễn Thị Hòa. Đồng chí nói đầy đủ. Trước khi giới thiệu, phải báo cáo. Báo cáo. Báo cáo đồng chí Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn. Báo cáo đồng chí Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn. Tôi, Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1995, quê quán Quế Võ, Bắc Ninh. Tôi rất vui và hãnh diện khi sẽ chuẩn bị trở thành chiến sĩ của sư đoàn. Xin hết. Được. Thế đồng chí Hòa cho tôi biết cảm xúc của đồng chí thế nào khi bước chân vào sư đoàn bộ binh 325. Tôi cảm thấy, báo cáo đồng chí, tôi cảm thấy ở đây phong cảnh hữu tình. Đồng chí nghiêm túc. Tôi nhắc lại, công chí hết sức nghiêm túc. Đấy là tôi nói thật. Đây là môi trường quân đội, đề nghị công chí nghiêm túc. Báo cáo đồng chí, khi bước vào đây, tôi cảm thấy phong cảnh rất đẹp và được nhận được sự chào đón nhiệt tình của tất cả các đồng chí. Nhận được sự chào đón của tất cả các đồng chí từ sáng đến giờ làm tôi cảm thấy thoải mái và đỡ áp lực hơn. Hết. Được. Nó giống như là không phải là một sự lựa chọn nữa, mà đây là một cái mong ước của em, mà em phải được tham gia chương trình này trong suốt cái quá trình mà em làm nghệ thuật hoặc là sau đó. Thêm nữa là em cảm thấy là em là một người mà rất là sẵn lòng có thể hy sinh vì Tổ quốc, nên em rất là muốn được sống trong môi trường quân đội như thế. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Tôi cảm thấy sau bài tập huấn luyện này, tôi càng phải có nhiều sự quyết tâm và gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc nhiều hơn bằng nhiều cách. Ai ho quá trời. Thế bọn em cứ kiểu tự nhiên chị đang quay phỏng vấn, tự nhiên bọn em lại bấm cắm anh đi. Xin chào. Ở đây thì Hòa sẽ nhập ngũ. Đức Phúc và Eric có lời khuyên gì với Hòa không? Bởi vì hai em hiểu Hòa rất rõ. Eric là em hiểu nhất này. Nói chung là em nghĩ là chị Hòa là một người kiểu có cái sự thích nghi rất là nhanh, và trong chương trình sau nhập ngũ em nghĩ là chị sẽ rất là dễ để hòa nhập được. Nhưng mà chị Hòa thì có một cái là hơi nóng tính. Em nghĩ rằng là cái đó thì mà cả phòng kia các chú còn nóng hơn. Các chú nhất nghe được một lời khi đứng trong hàng tập thể một người chỉ huy. Đồng chú ạ. Có. Nên là thôi thì em nghĩ chắc cái đó thì cũng sẽ cải thiện. Là sẽ phải kiểm soát cảm xúc. Nhưng mà nhớ đâu vào xong nhầm ngũ xong lại bớt nóng tính sao? Đúng rồi.
tích mà bọn em đến đây ngày hôm nay. Bất cứ một trong ba chị em đi đâu thì bọn em cũng gọi là đều phải lo lắng, cũng như là hành trang, chuẩn bị sẵn sàng. Chắc là bọn em cũng sẽ mời mọi người để ăn nhậu. Chắc bọn em sẽ gửi luôn cho chị Hòa. Ý là chị sẽ phải mang đi hả em? Em biết mang về không? Chọn là bọn em mang đến đây để chị mang. Nhưng mà chị đã sẵn đồ xong hết rồi. Chị sẵn đồ xong hết rồi thì chắc chắn một ba ly không có hành trang, à không có vấn đề gì. Thế chị giờ đang quán ký ấy. Đang quán ký thì là đồ bọn em mua rồi thì chị cố gắng ăn. Tại vì bọn em toàn mua những đồ gọi là thiết yếu hết thôi. Đồng chí tiếp theo. Mời chị. Xin báo cáo Hoa. Báo cáo Phó Tham mưu trưởng. Báo cáo Phó Tham mưu trưởng quân sư đoàn bộ binh. Đồng chí chỉ cần nói báo cáo thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991. Quê quán. Đồng chí bình tĩnh, nói rõ ràng, dứt khoát và nghiêm túc, tôi nhắc lại. Quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Xin hết. Đồng chí nghề nghiệp làm gì? Tôi có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Xin hết. Cụ thể nghệ thuật là nghề gì? Dạ, người mẫu. Được. Là người mẫu thì đồng chí cảm tưởng thế nào với những cái bộ trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam như thế này? Xin báo cáo, đồng phục nhìn rất là trang nghiêm. Đẹp. Dạ đẹp, xin hết. Vâng, tôi hy vọng rằng là một ngày nào đó đồng chí Tú sẽ trình diễn những cái bộ thời trang Quân đội Nhân dân Việt Nam của chúng tôi trên sàn diễn. Dạ, nếu được như vậy thì em cảm thấy Đức là vinh hạnh. Khi mà nghe tin là em sẽ tham gia cái chương trình này thì mọi người cũng khá là bất ngờ. Tại vì người thân của em thì rất là biết rõ về cá tính của em, cho nên lúc nào cũng hỏi em là đã suy nghĩ kỹ chưa. Tại vì có những thứ mà trong khi cái cảm xúc, hoàn cảnh lúc đó mình không có kiềm chế được và mình lỡ nói ra hoặc có những cái hành động, những cái cử chỉ gì đó mà sẽ nhận lại những cái trái chiều á. Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Mời chị tiếp theo. Dạ. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1995, quê quán Vĩnh Long và nghề nghiệp hiện tại đang là ca sĩ. Xin hết ạ. Thế tôi hỏi đồng chí, quá trình từ cổng của đơn vị vào vị trí này, các đồng chí cảm thấy ấn tượng điều gì nhất? Báo cáo thủ trưởng, điều đầu tiên là tôi cảm thấy rất nhiều nội dung để luyện tập và không khí ở đây rất nghiêm túc và mọi người nhìn rất là mạnh mẽ ạ. Thế khi trải qua những cái thử thách như thế, liệu đồng chí có trải qua được không? Báo cáo thủ trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Tốt, tôi hy vọng đồng chí sẽ trải qua và sẽ thành công. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Vì mình cực kỳ thích sao nhập ngũ. Mình nghĩ là sẽ không có bao giờ mình có cơ hội được trải nghiệm điều đó nếu không tham gia sao nhập ngũ. Cây lăn bụi, một người con gái hay bị viêm mũi dị ứng có thể hắt xì khắp nơi thì mình phải cái chỗ kia bằng cái gì ta? Cái chỗ mình nằm mình ngủ á mọi người, nó cũng phải không có được có bụi. Cái mình thích nhất chắc là sẽ là khi mà mình được học những bài huấn luyện chỉ đặt là thù riêng cho người lính bộ đội thôi. Nước hoa được xịt không ta? Được xịt không ạ? Đi hành quân không được thơm, vẫn phải xịt. Rác, ai cần thì mình cho, ai cần thì mình tặng, mình sẽ để gói đầu giường. Mình đặc biệt thích những người mà cơ thể khỏe khoắn, xong rồi nam tính. Ở trong đó nhiều lắm đúng không ạ? Nhiều. Mời chị tiếp theo. Chị nghe cái gì chưa?
Mời đồng chí giới thiệu về bản thân. Tôi đề nghị đồng chí... Tôi xin lỗi đồng chí. Một lần nữa, nếu không được thì đồng chí sẽ phải đứng ra ngoài đấy. Báo cáo thủ trưởng. Tôi tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Tôi sinh ngày 30 tháng 10 năm 1. Xin lỗi thủ trưởng, cho tôi báo cáo lại. Chị nói lại. Dạ. Tôi không có thời gian nhiều để đợi các đồng chí đâu. Đề nghị các đồng chí khẩn trương và nghiêm túc. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Tôi sinh ngày 30 tháng 10 năm 1990. Quê quán 159/2/3, ấp Định Phong, xã Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Tôi làm diễn viên được 10 năm. Báo cáo hết. Thời gian làm diễn viên, đồng chí Thơ tham gia những bộ phim nào nói về hình ảnh của người lính chưa? Tôi chỉ tham gia được một kịch truyền hình nói về hình ảnh của những người chiến sĩ. Hình ảnh người chiến sĩ ở trong suy nghĩ của đồng chí là thế nào? Dạ, tôi cảm thấy làm chiến sĩ rất là khó. Phải nề nếp, quy tắc và phải có ý chí rất cao. Thế đồng chí liệu có vượt qua được những cái khó khăn đấy không? Dạ, tôi không hứa nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình ạ. Tốt, như thế là đồng chí có cái quyết tâm tốt và hy vọng đồng chí sẽ chiến thắng. Tại vì chưa bao giờ nghĩ là người yêu của mình sẽ là một quân nhân cả. Chắc là sẽ bảo vệ được mình một cách rất là tuyệt đối. Mấy anh là người bảo vệ tất cả mọi người, cho nên là khi mà mình là người yêu của anh đó thì mình ở bên cạnh đó mình chả sợ gì cả. Anh ấy sẽ có những cái kỹ năng cũng như là anh ấy sẽ bảo vệ được mình một cách rất là tốt. Rõ. Có đặt mục tiêu đi 1-2 không? Đi 1-2 Nếu mà anh xuất ngũ thì về chung thôi. Còn chỉ sợ anh không xuất ngũ được thì mình phải yêu xa. Của Uka thì ngại yêu xa lắm, cho nên là tùy vào duyên nợ nha. Tùy vào duyên nợ nha. Lỡ mà nếu mà hên thì mình đi 1-2. Còn xui xui thì em đi 1, em về 1 thôi. Mời đồng chí tiếp theo. Báo cáo chỉ huy, tôi Phùng Thanh Độ, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1989, quê quán Hòa An, Cao Bằng. Hiện tại đang làm streamer. Xin hết ạ. Thời gian làm công việc của đồng chí thì thường diễn ra những thời gian nào? Dạ, báo cáo chỉ huy, công việc của tôi hơi đặc thù nên là diễn ra từ 10 giờ tối cho đến 4 giờ sáng ạ. Tại sao Độ lại quyết định tham gia sau nhập ngũ? Các bạn trẻ về đang có cái kiểu là sợ đi lính, sợ đi nghĩa vụ quân sự. Với mình thì nó cũng là một cái tốt để khi mà rèn rũa các bạn ra ngoài cuộc sống rồi thì các bạn sẽ trở thành một con người khác chỉnh chu hơn. Thế khi vào môi trường quân đội này thì các đồng chí phải thức học tập và huấn luyện từ 5:30 sáng. Các đồng chí có thích nghi và hoàn thành được nhiệm vụ không? Quân đội mà giờ từ 2:00 chiều cho đến 4:00 sáng là tự tin lắm ấy. Còn từ 5:00 sáng cho đến 9:00 tối đi ngủ thì cũng khó. Báo cáo chỉ huy, tôi nghĩ là tôi sẽ thích nghi được và tôi cũng muốn thích nghi với môi trường mới. Vâng, cảm ơn đồng chí và chúc đồng chí thành công. Vâng, cảm ơn chỉ huy. Nếu mà giành giải thưởng của chương trình, Độ sẽ giành giải thưởng cho ai nhá? Hàng năm cứ tháng 12 ấy, thì bên mình có dành toàn bộ tiền donate ra để làm từ thiện. Cũng có xây được cầu, xây được trường trong 2 năm vừa rồi. Nên là nếu như mà năm nay được giải của sau nhập ngũ thì mình sẽ dồn cái tiền đấy vào để làm chung với cả quỹ từ thiện tháng 12, sau đấy là lại xây trường. Mời đồng chí tiếp theo. Báo cáo đồng chí thủ trưởng, tôi Nguyễn Anh Tú, tên thật là Nguyễn Anh Tú, quê quán tại Hưng Hà, Thái Bình. Tôi làm nghệ thuật được 4 năm chuyên nghiệp và ngày hôm nay tôi rất vui khi có mặt tại đây ạ. Báo cáo hết. Từng nỗi đau
chọn đi, đừng cất bước quay về. Thế nhưng thấy người anh thường tổn thương, anh lại thấy thương. Chiến sĩ anh Tú sẽ, chiến sĩ anh Tú sẽ hâm hâm anh ạ. Em làm nhạc thì em tập trung đấy, nhưng mà khi mà em ra ngoài em vui mà kiểu hơi nhây nhây nha, hơi nhây nhây nha, vui nha. Sợ ma anh? Sợ ma? Vâng, dĩ nhiên là phải sợ ma rồi. Ui em sợ lắm anh ơi. Em hơi nhát nhá, em hơi nhát nha. Đừng cho em gác đêm anh ơi. Tú ơi, Tú ơi. Mời đồng chí tiếp theo. Dạ, báo cáo anh thủ. Báo cáo thủ trưởng. Dạ vâng ạ. Dạ báo cáo thủ trưởng. Tôi tên là Nguyễn Hữu Duy Khánh. Tôi sinh ngày 4 tháng 1 năm 1995. Quê quán quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi làm diễn viên chuyên nghiệp được 6 năm ạ. Giới thiệu xong thì đồng chí phải nói hết. Dạ, báo cáo hết. Rồi bây giờ cô coi cho cẩm nha. À dạ dạ. Rồi. Ủa cô, này đâu phải đàn piano đâu mà cô gãi phím chứ vậy? Cái này là cô đặt cái dĩa lên để cho con bỏ tiền lễ vô cô mới coi được. À, trời, con không biết. Con thiệt là ngốc nghếch. Nhắc đến tên Khánh thôi là mọi người chỉ nghĩ đến những hình ảnh giả nữ, duyên dáng hay là diễn hài thôi. Và khi mà đến với xem ngủ thì mình muốn khẳng định mình nhiều hơn. Mình muốn cho mọi người thấy được là mình có những giây phút cũng mạnh mẽ, cũng kiên cường lắm. Dạ vâng ạ. Tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ xung phong trên tất cả các nhiệm vụ cho chương trình Sao Nhập Ngũ. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1990, chòm sao Nhân Mã, quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo hết. Khi mà mình tham gia vào chương trình Sao Nhập Ngũ thì mình biết rằng là đây là một chương trình rất là nhiều áp lực nè, phải tuân thủ theo một cái kỷ luật thép của chương trình. Thì đó là những cái điều mà SC muốn hướng tới, bởi vì tại thì có rất là nhiều thứ ở xung quanh mình mà phải nói là gọi là hơi biến động một tí. Mình phải luôn sẵn sàng để mà giúp đỡ cho những người xung quanh của mình, giúp đỡ cho xã hội và giúp đỡ cho ngay cả đất nước của mình nữa. Báo cáo thủ trưởng, hôm nay chúng tôi cũng có một đóa hoa muốn dâng lên sư đoàn bộ binh 325 cũng như là cho thủ trưởng ạ. Cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí thành công. Thưa toàn thể các đồng chí, như vậy qua giới thiệu cũng được biết các đồng chí cơ bản là những người có nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi các đồng chí đã xác định học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và người chiến sĩ bộ binh của sư đoàn bộ binh 325, quân đoàn 2, anh hùng nói riêng, với truyền thống đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng, sẽ có rất nhiều gian nan, thử thách ở phía trước các đồng chí. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm, sự sáng tạo, quyết đoán và trí thông minh của các đồng chí, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, xứng đáng là người chiến sĩ sư đoàn 325. Các đồng chí có quyết tâm không? Dạ, quyết tâm. Quyết tâm. Tôi nói khi tôi hỏi đồng chí có quyết tâm không, các đồng chí tất cả giơ cánh tay phải lên cao, hô quyết tâm thật to, rõ chưa? Dạ. Các đồng chí có quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hay không? Các đồng chí có quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hay không? Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Tốt. Sau đây, các đồng chí sẽ về đơn vị thực hiện nhiệm vụ từ giờ phút này. Bắt đầu. Các đồng chí cùng tôi về đơn vị Đại đoàn 5 Tiểu đoàn 2. Bên phải, quay!
này ở đây trông thích nhỉ? Dạ, trông đẹp dã man. Ờ, cảm thấy rất thích. Đứng lại đứng. Chỉ huy đại đội 5 tiểu đoàn 2 ra vị trí nhận quân. Vậy là không phải đồng chí Hoài chỉ huy à? Ai? Không phải anh à? Người khác nữa. Không, đồng chí ổn định. Theo kế hoạch, 8 đồng chí chiến sĩ mới được biên chế về đại đội 5 tiểu đoàn 2. Sau đây, đồng chí đại đội trưởng đại đội 5 tiểu đoàn 2 nhận quân, thực hiện theo kế hoạch. Bắt đầu. Chào mừng toàn thể các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Phan Huy Hùng, đại úy, đại đội trưởng đại đội 5, tổ chức biên chế trung đội 1, huấn luyện chiến sĩ nữ do đồng chí trung úy Phạm Quang Khải làm trung đội trưởng. Trung đội 2, trung đội huấn luyện chiến sĩ nam. Sau đây, đồng chí Khải đưa các đồng chí nữ về vị trí trung đội 1. Đồng chí nữ chú ý. Bên trái. Quay. Lên. Tách ra hả? Hướng khu nhà, cao trí thường bước. Tôi kéo xem vật chất. Công chí xin làm. Bên phải. Quay. Đi thường, bước. Vật chất đồ đoàn công chí mang khu trong phòng. Đội hình cao chi đứng về một hàng ngang, cao chi ổn định. Thưa toàn thể cao chi, chào mừng cao chi chiến sĩ mới về thực hiện nhiệm vụ học tập, sinh hoạt, công tác tại Trung đội Binh 1, Đại đội Binh 5. Để tiện cho quá trình học tập, sinh hoạt, công tác, xưng hô, chào hỏi, tôi tự giới thiệu. Tôi, Phạm Quang Khải, Trung đội trưởng, Trung đội Binh 1, Đại đội Binh 5. Sau đây từng đồng chí một, cao chi giới thiệu về tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, từ phải sang trái. Xin báo cáo, tôi tên Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp người mẫu. Báo cáo hết. Đối với nội dung báo cáo này của các đồng chí, để rút kinh nghiệm để các đồng chí khác các đồng chí thực hiện. Tôi lấy ví dụ, tôi Nguyễn Văn A, sinh năm 1996, quê quán. Sau đó các đồng chí nói đến nghề nghiệp. Hết. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Mời chị tiếp theo. Báo cáo đồng chí Khải. Tôi tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Tôi sinh năm 1990, quê quán 159-2-2, ấp Định Phục, xã Định Hoài. Quá trình thực hiện báo cáo về tên tuổi, giới thiệu nghề nghiệp, quê quán, đồng chí nghiêm túc. Tôi xin lỗi, cho tôi làm lại. Đồng chí thực hiện lại. Báo cáo đồng chí Khải. Tôi tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Tôi sinh năm 1990, quê quán ấp Định Phong, xã Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp, nghề nghiệp diễn viên. Hết. Đồng chí tiếp theo. Báo cáo đồng chí, tôi Nguyễn Thị Hòa, quê quán Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh. Tôi sinh năm 1995, nghề nghiệp ca sĩ. Hết. Báo cáo đồng chí, tôi Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995, quê quán Vĩnh Long, nghề nghiệp ca sĩ. Hết. Như vậy tiến hành trao đổi nắm chắc về tên của chỉ huy và đơn vị. Còn nội dung nào các chí chưa hiểu? Dạ hiểu ạ. Tiếp theo, quân tư trang các chí mang theo rất nhiều đồ. Sau đây các chí mở vali các chí đặt ở phía trước mặt. Bắt đầu. Đồng chí nào, các đồng chí kiểm tra vật chất của mình xong, các đồng chí đứng dậy báo cáo. Dạ, là. Nội dung báo cáo, hướng dẫn các đồng chí như sau. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, hết. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi hoàn thành hết công tác chuẩn bị. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, hết.
Tốt. Mời đồng chí Hòa. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Các công tác chuẩn bị hết. Được. Mời Vi Thu. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn tất. Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Hoàn thành báo cáo chuẩn bị. Hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Nhắc lại đồng chí Tú nghe rõ rồi. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị hết. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị hết. Nhắc lại một lần nữa, đồng chí Tú nắm lại này. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị hết. Được. Đồng chí Tú báo cáo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Những đồ đạc đồng chí để phía trước mặt, đồng chí đã mở ra hay chưa? Dạ chưa. Nghiêm. Tôi hướng dẫn sơ bộ động tác nghiêm. Khi có khẩu lệnh nghiêm, các đồng chí đặt hai gót chân sát nhau, hai bàn chân mở rộng, chất chỉnh chữ V, hai chân đứng thẳng, người ngay ngắn, hai tay công chí buông thõng tự nhiên, mắt nhìn thẳng. Báo cáo toàn thể công chí, đây là phòng của trung đội 42, cũng là phòng công chí sinh hoạt, học tập, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đối với vị trí ngủ nghỉ cụ thể của công chí, bố trí ở hai cặp giường ở phía sau, công chí đã được dán tem. Công chí tập trung đây. Sau khi tôi giới thiệu xong, công chí sẽ có thời gian để sắp xếp nội vụ vệ sinh. Khi bước chân vào trong đơn vị, công chí thực hiện chế độ nề nếp như một người quân nhân. Nên yêu cầu công chí quá trình học tập công tác, công chí phải học thuộc 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần và các đầu việc trong thời gian biểu. Để công chí bắt nhịp ngay với nề nếp chế độ, tôi hướng dẫn về nội dung 11 chế độ trong ngày. 11 chế độ trong ngày: chế độ thứ nhất, treo quốc kỳ; chế độ thứ hai, thức dậy; chế độ thứ ba, thể dục sáng; chế độ thứ tư, kiểm tra sáng; chế độ thứ năm, học tập; chế độ thứ sáu, ăn uống; chế độ thứ bảy, bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị; chế độ thứ tám, thể thao tăng gia sản xuất; chế độ thứ chín, đọc báo nghe tin; chế độ thứ 10, điểm danh điểm con số; chế độ thứ 11, ngủ nghỉ. Các đồng chí đã nghe rõ chưa? Rõ. Tôi kiểm tra nhận thức công chí. Đồng chí Độ. Đồng chí Độ. Dòng người vội vàng bước hoang. Đồng chí Độ. Tôi nhắc công chí, khi quân nhân gọi tên phải hô có. Đồng chí Độ. Có. Đồng chí hô có to lên. Đồng chí Độ. Có. 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 Đồng chí tại vị trí cho tôi biết chế độ thứ nhất trong 11 chế độ trong ngày. Báo cáo đồng chí, chế độ thứ nhất các cờ. Báo cáo hết. Tôi mời ý kiến các đồng chí khác bổ sung ý kiến đồng chí Độ. Nếu đồng chí nào thấy đồng chí Độ trả lời chưa đúng thì đồng chí giơ tay, không có ý kiến gì thì đồng chí hô hết. Hết. Đồng chí Thạch. Báo cáo đồng chí, tôi không nghe. Tôi không nghe được đáp án của đồng chí Độ nói là báo cáo hết. Mời đồng chí Độ nhắc lại câu trả lời. Báo cáo đồng chí, chế độ đầu tiên căng cờ. Căng cờ. Đồng chí Thạch đã nghe rõ chưa? Căng cờ. Căng cờ. Căng cờ. Đồng chí có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Báo cáo hết. Mời hai đồng chí còn lại. Mời đồng chí Tú. Tôi nhớ là đồng chí nói là có 4 từ. Chắc là treo cờ quốc kỳ. Hết. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí Khánh. Dạ, hồi xin lỗi. Báo cáo, tôi không nghe rõ từ đầu. Tức là đồng chí vừa nãy tôi quán triệt đồng chí không nghe rõ đúng không? Không phải, thưa đồng chí. Tại vì tôi khớp quá. Tôi có nghe được tới đoạn ăn sáng. Tại vì do bây giờ tôi đang đói. Nên
Tôi nghe được tới đoạn ăn sáng. Còn trước đó tôi quên, không nghe ạ. Đồng chí Khánh chú ý, đồng chí cứ bình tĩnh. Đối với lại chế độ thứ nhất là treo quốc kỳ, là treo quốc kỳ. Chế độ đầu tiên, các cờ. Đồng chí Tú. Dạ, à rõ. Đồng chí Tú. Có. Đồng chí cho tôi biết chế độ thứ hai trong 11 chế độ trong ngày. Chế độ thứ hai là, à báo cáo đồng chí, chế độ thứ hai là thức dậy ạ. Các đồng chí khác có ý kiến gì không? Báo cáo đồng chí, tôi xin phép ý kiến. Mời đồng chí Khánh. Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Anh Tú. Bởi vì đã treo quốc kỳ rồi thì tức là đã thức dậy rồi. Sau đó tự nhiên đồng chí Tú nói là thức dậy là ai vậy, ai là người treo quốc kỳ? Đồng chí Tú, yêu cầu đồng chí Tú nghiêm túc. Đồng chí Tú. Tôi xin lỗi ạ. Tôi thấy đồng chí Khánh từ. Đồng chí Tú. Rõ. Đồng chí Tú. Có. Tôi yêu cầu đồng chí nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đứng trong hàng, không được cười đùa. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Nếu để tái phạm lần nữa, tôi sẽ có biện pháp. Vừa rồi đồng chí Khánh đã phản bác lại ý kiến của đồng chí Tú. Xem ý kiến đồng chí giải thích như nào đối với đồng chí Khánh. Báo cáo đồng chí, lúc đầu thì tôi cũng thấy nó hơi ngược. Nhưng mà sau đó thì tôi nghe kỹ thì tôi thấy là đồng chí sẽ nói đúng. Thế cho nên tôi nói theo đồng chí ạ. Bởi vì tôi nghe theo lời chỉ huy của đồng chí ạ. Được. Mời ý kiến đồng chí Thạch. Tôi nghĩ rằng là người khác là người treo quốc kỳ, còn thức dậy là tất cả cùng thức ạ. Báo cáo hết. Tôi kết luận chế độ thứ hai trong 11 chế độ trong ngày đó là thức dậy. Đồng chí Khánh cho chưa? Rõ. Đồng chí cho chưa? Rõ. Các nội dung này được trình bày trên hệ thống biển chính quy treo ở phía trên tường của đồng chí. Quá trình sinh hoạt học tập công tác, các đồng chí học thuộc, tôi sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như đồng thời là rèn luyện các đồng chí. Động tác đồng chí khẩn trương. Sau đây tiến hành kiểm tra vật dụng quân điều tra đồng chí mang theo. Đồng chí Phương. Dạ. Đây toàn bộ đồ đạc đồng chí mang theo, bao gồm quần áo và những thiết bị gì? Dạ, có đồ giữ nhiệt, đồ dùng vệ sinh cá nhân, và kem đánh răng, kem chống nắng, khăn giấy tẩy trang, dầu gội, sữa tắm. Bên này là đồ make up ạ. Dạ hết rồi ạ. Đồng chí Hòa. Dạ. Lần lượt với đồng chí Phương. Dạ vâng. Thưa đồng chí, đây là đồ make up ạ. Đồ make up. Vâng. Thưa đồng chí, đây là đồ vệ sinh cá nhân ạ. Thưa đồng chí, là tôi có mang theo một bộ váy ạ. Để nếu mà có văn nghệ diễn ra thì tôi sẽ mặc ạ. Tôi là ca sĩ và tôi có ước mơ là trình diễn trong quân đội ạ. Nếu mà được thì được, mà không được thì tôi hoàn toàn chấp nhận ạ. Vâng, và đi kèm với nó không thể thiếu ạ. Đó chính là một chiếc mic. Nếu mà không có cái bàn mixer hợp thì sao cắm được? Dạ không ạ, cắm đâu cũng được ạ. Và hoặc không có thì tôi sẽ ship ngay một bộ của nhà tôi đến đây. Nhà tôi ở Bắc Ninh ạ, rất gần đây ạ. Tôi đã tính hết rồi ạ. Đây là một chiếc váy dài và thêm nữa nó còn có tay dài nữa. Và người tôi cũng lùn cho nên nó đã đến chân tôi luôn rồi ạ. Tôi cảm thấy rất phù hợp. Những vật chất khác của chị Hòa. Vâng, bên này thì hơi phức tạp hơn một chút ạ. Xin lỗi đồng chí, đây là sự... Đây là sự chuẩn bị của hai người em trai của tôi. Đây thì đầu tiên là những bộ đồ ngủ. Ôi! Sáng mai bằng cả số một chín trùng. Ok. Giặt chân này. Cái này đắt nhất 250. Còn đây là để giặt đồ nha. Rồi, ok. Đây là do hai người em trai đồng chí chuẩn bị, là những người nào? Dạ, Đức Phúc và Eric ạ.
giải thích cao trí luôn. Những vật dụng liên quan đời sống hàng ngày cao trí, đơn vị đã tiến hành trang bị đầy đủ, biên chế đến tiểu đội và cá nhân. Do vậy, những vật chất này tiến hành thu giữ. Thưa đồng chí, nếu tôi có thể giữ lại một cái thau không ạ? Bởi vì tôi thấy là trong nhà tắm mà các đồng chí cứ tranh nhau tắm thì tôi sẽ đổ nước riêng ra đây để tôi tắm riêng. Kèm theo cái này. Đây là tôi tính cho sự nhanh nhẹn bởi vì bốn chị em có thể tắm rất mất thời gian. Đồng chí Hoa đã hết vật dụng cá nhân chưa? Đồng chí là chỉ còn nốt cái này, tôi thấy hơi thắc mắc là hai đứa em của tôi nói là mua cho tôi để tôi ăn mì đêm. Nên là tôi có được ăn mì đêm. Cái này là ăn mì nha, ăn mì buổi đêm nha. Ăn mì. Ý là em nghĩ là có giờ ăn buổi đêm để cho chị ăn đêm hả? Em nghĩ là được đó, em nghĩ ăn được đó. Cảm ơn. Dầu đi. Nội dung này giải thích cao trí luôn là vị trí ăn uống của cao trí đã có nhà bếp bảo đảm. Đồng chí Hòa còn những vật dụng gì khác không? Hết rồi. Được. Pink, pink, pink in your area. Và hẹn gặp lại các bạn ở ở chiến trường của bài. Dạ, tôi có cái bông tắm, bàn chải lên răng, sữa tắm, cái miếng đội đầu, cái đồ massage, cái ống lô, kẹp tóc, máy sấy, lược cái tả, húng, cài lên để tắm. Sao nhiều vậy? Cái này là... Đồng chí Thư chú ý. Còn rất nhiều nội dung khác liên quan kế hoạch của đơn vị. Dạ. Do vậy đồng chí khẩn trương. Tôi đang rất khẩn trương ạ. Ổ điện, cái bình nấu nước. Đồng chí mang theo ổ điện để tiến hành cắm nước nóng. Dạ. Cho mọi người cùng tắm. Dạ không, mình tôi tắm. Dạ nhưng mà tại vì tôi sợ lạnh. Đối với nội dung này, đồng chí Thư và các đồng chí khác khi đi qua khu vực hồ bơi của trung đoàn buổi sáng ngày hôm nay có quan sát thấy các đồng chí chiến sĩ thực hành bơi không? Dạ thấy. Thì liệu nước hồ là nước nóng hay nước lạnh? Dạ chắc chắn là nước lạnh. Vậy tại sao theo các đồng chí chiến sĩ thực hành bơi? Tại rèn luyện cho thể chất của mình thích nghi với lạnh. Đồng chí Thơ chú ý, đồng chí mang theo và có nhu cầu sử dụng nước nóng là không đúng. Vào đơn vị để tiến hành rèn luyện. Vào đơn vị để tiến hành rèn luyện. Tôi hỏi các ông chí, đồ ở trước mặt các ông chí là của các ông chí đúng không? Dạ đúng rồi. Và tất cả những đồ thuộc phạm vi dân sự thì các ông chí không được phép sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị. Nên tôi yêu cầu các ông chí sắp xếp những vật chất cần thiết. Một, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng là các ông chí được phép giữ lại. Còn tất cả những đồ khác, các ông chí gói gọn, gửi lên trên kho đại đội. Sau khi các ông chí hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bàn giao đầy đủ lại. Các ông chí rõ chưa? Dạ. Báo cáo đồng chí, tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh, tôi có thể giữ lại ấm nước không ạ? Ấm đun nước bằng điện ạ. Có thể giúp cho chúng ta không bị lạnh giữa những ngày giá rét. Đồng chí sử dụng ấm nước này là để đun nước tắm hay nước gì? Dạ, đun nước nóng. Để phục vụ sinh hoạt cá nhân đúng không ạ? Dạ, cá nhân, không phải cá nhân, cho tất cả mọi người ạ. Đối với đơn vị ở đây, các đồng chí yên tâm, hàng ngày các đồng chí sẽ có nước nóng để tắm và đánh răng rửa mặt buổi sáng cũng sẽ có nước nóng. Nên những vật chất này không cần thiết đối với quá trình sử dụng của đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Khánh. Báo cáo, tôi xin được bổ sung thêm vật dụng cho bản thân mình. Do tôi bị yếu tim nên tôi xin phép được dán cái này ở ngay chỗ tôi ngồi để tránh trường hợp bị các đồng chí khác mù. Đồng chí nghĩ là đồng chí khác là đồng chí nào đây ạ?
Tại vì tôi không chắc được những con người tập trung. Hay thường xuyên chọc ghẹo tôi ở ngoài đời. Tôi không biết là vào trong quân ngũ có chọc ghẹo không. Tôi bị yếu tim với bị liệu. Tôi không muốn những trường hợp đó xảy ra. Trong đây hết à. Trường hợp đồng chí bị hù thì đồng chí sẽ như thế nào? Chí sẽ như thế nào? Tôi sẽ hết hồn. Và bị liệu. Thứ nhất, tờ giấy của đồng chí là không được dán ở đây. Thứ hai, là vào đây sẽ rèn luyện cho các đồng chí trau dồi được cái bản lĩnh cho mình, không sợ sệt nữa. Và đồng chí yên tâm rằng ở trong đây môi trường chúng ta hoạt động đồng chí đồng đội, nên là không sợ đồng chí nào hù dọa hay bắt nạt. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Chưa hết ạ. Chưa hết ạ. Ngoài ra, tôi muốn xin bổ sung thêm băng vệ sinh cho bản thân mình. Tôi nghe nói là vào nhập ngũ nếu đem băng vệ sinh theo sẽ được lót vào trong giày, trong quá trình di chuyển và hoạt động sẽ đỡ bị đau chân, nên tôi có đem 4 băng vệ sinh, 2 loại băng ngày, 2 loại băng đêm để phục vụ cho cá nhân và mang dư cho 3 đồng chí còn lại ạ. Đồng chí mang băng vệ sinh mục đích là để lót giày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đúng không ạ? Đúng. Dạ. Cái nội dung này đồng chí nghe ở đâu? Tôi lướt TikTok. Tôi thấy có một vài đồng chí nói rằng trong quá trình đi nghĩa vụ quân sự thì nhớ mang băng vệ sinh theo để lót giày, chứ không dễ bị tê bì chân tay. Báo cáo hết. Đối với nội dung này, tôi kết luận như sau này. Đồng chí mang băng vệ sinh là không được. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, giày có nót giày. Hành quân, rèn luyện, các ông chí rèn luyện đôi chân của mình, rèn luyện các ông chí từ thấp đến cao. Nội dung này đồng chí yên tâm. Rõ. Mời đồng chí Tú. Còn tôi thì tôi chỉ muốn được mang cái bàn là vào trong thôi ạ. Mang bàn là để mục đích? Để là quần áo. Tôi là quần áo bởi vì tôi rất thích cái sự phẳng phiu của mỗi buổi sáng. Đơn giản thì vậy thôi ạ. Đối với nội dung bàn là, các ông chí cũng là thu cất. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Độ. Báo cáo đồng chí, tôi có thể giữ lại quần áo giữ nhiệt không ạ? Đồng chí yên tâm, đối với này đồ cấp phát của quân nhu có áo thu đông, áo bông và quần áo đầy đủ để phục vụ trong quá trình các đồng chí thực hiện nhiệm vụ. Vâng. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Sau đây các đồng chí có 10 phút để các đồng chí sắp xếp lại những đồ nào thật cần thiết, bắt buộc các đồng chí phải sử dụng thì các đồng chí để ra. Tí nữa tôi sẽ kết luận. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ. Bắt đầu. U là trời. Mang nhiều đồ đi. Chớ rồi, em có đem mì gói cho mọi người ăn nữa nè. Thôi mình phải mang cả đồ lót ra chứ đúng không? Có đấy anh. Thế tất người ta có phát không nhỉ? Hay mình phải dùng tất mình nhỉ? Tất thì là em nghĩ là bên quân đội sẽ có anh. Thế người ta không phát đồ lót cho luôn nhỉ? Em là sai lờ nha. Em có mang bộ đồ ngủ nè. Ấm lắm luôn á mọi người. Này, tối em mặc em chạy ở trong rừng đi. Ủa, trời ơi, chứ giờ tối đâu có quay hình đâu mà lạnh quá. Này là cái bộ ấm nhất rồi đó. À, chăn giày như này lo gì? Vậy không? Ok, không mang cả có em lần đầu tiên đi bộ đội, anh hiểu không? Em sợ lắm, thiệt sự á. Em mang tùm lum hết á. Không biết lát nữa xin có cho không nữa. Thế thì thành ra mang mỗi quần lót thôi chứ có cái gì đâu nhỉ? Quần lót với cả mấy cái đồ đánh răng các thứ thôi chứ. Đúng rồi. Thôi, hết, chả có gì cả. Có giữ nhiệt cho mọi người nè. Anh cũng có nữa nhưng mà không được mang vô. Anh không có xin đâu Khánh ơi. Ủa? Nè. Trời ơi, cho nè. Nhiều vậy? Ủa sao nhiều vậy? Tú. Nhiều mà, em nhiều lắm. Cái này em xin mua cho ra. Em đó. Anh đâu có xin đâu. Này lấy đi. Này cho anh hai cái nữa này. Thôi được rồi. Cho này. Không biết có được giữ không? Cho anh Độ này. Cái gì? Cái này cứ... À thôi không cần dám nhiệt, giữ nhiệt đâu. Không cần hả? Không. Em dán đấy vào một hai hôm em bị phụ thuộc vào cái đấy đấy. Xong nó đau lưng lắm. Thế ảnh hưởng lắm. Ừ. Em người em chỗ nóng chỗ lạnh. Thế hả? Ngày xưa anh dùng cái đấy nhiều mà. Em cũng khỏe lắm, em cũng không sợ lắm. Có thể nào đi vệ sinh không ạ? Quá là mắc vệ sinh ạ. Thì anh chạy đi vệ sinh xong quay lại đây nhanh. Có được thì không? Anh sợ đi xong rồi. Anh ấy vào cái rồi không thấy ai là chết.
Thôi vậy chờ đi, chờ báo cáo xong đi. Thôi đợi, phải đợi chỉ huy chứ, phải đúng 10 phút chứ. Ui dồi ôi. Không ạ, em Khánh em mang cả tơ gà, cà tương ớt đi à? Trời ơi, em mang cho mọi người ăn đó. Em sợ mọi người vô dạ, đó ăn kiểu. Xin thưa mình chấm gì ạ? Lạc miệng gì? Mình chấm cái gì tới cái đấy ạ? Không, em ăn cơm trắng với là tương ớt em ăn cũng được nếu. Tại vì em bị thèm tương ớt lắm. Thì em xin thử có được không? Thế mà không nói với anh, mẹ anh mới làm cho anh một thùng ruốc, ăn một hộp ruốc. Hơi bị ngon, thì quên mất. Chị Minh Tú quá đen kìa, chị Minh Tú đen. Mang ruốc à? Đen nhiều lắm. Quên mất không cầm vào. Em tưởng chị Minh Tú đi cắm trại không á. Sáng nào mình cũng phải gấp chăn như vậy hả mọi người? Đâu? Ở đâu? Vâng. À ngay đây à? Đây, như thế này. Đây, nhà vệ sinh ngay đây luôn này. Có không? Đi quay về đây. Ừ, cho à, không cần dùng tất nhỉ. Sau đây các ông chí có 10 phút. Các ông chí cho chưa? Đó. Đồ mùa đông đẹp quá nhỉ. Xong thì quên mất mình ở nhà nào luôn ấy. Nhà nào nhà đấy trông giống y hệt nhau. Central Park. Are you okay? Okay, okay. You can clap with me in the classroom, okay? Đồng chí vào vị trí. Ba đồng chí kia đâu? Dạ báo cáo đồng chí, ba đồng chí đi vệ sinh ạ. Các đồng chí đi lúc nào? Dạ các đồng chí đi cách đây khoảng tầm 4 giây ạ. Chưa có lệnh của tôi, tại sao công chí lại tự tiện giải tán? Dạ tôi xin thay mặt thay lỗi, xin lỗi cho ba đồng chí đấy ạ. Đồng chí đứng đấy chờ ba đồng chí kia về. Chết rồi. Đồng chí Tú đứng nghiêm túc. Dạ, à rõ. Công chí vừa đi đâu? Báo cáo, ba chúng tôi vừa đi. Đồng chí đứng nghiêm túc. Dạ báo cáo, ba chúng tôi vừa đi vệ sinh ạ. À? Tôi hỏi công chí, nhiệm vụ tôi giao cho công chí trong 10 phút là làm cái gì? Lý Thành. Báo cáo chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Và bởi vì từ sáng tới giờ có rất là nhiều nội dung, cho nên là chúng tôi không có thời gian để giải quyết những việc khác ạ. À. Chúng tôi rất cần những việc đó, nhưng vì không có chỉ huy ở đây, cho nên chúng tôi đã tự ý đi ra khỏi phòng sau khi chúng tôi đã hoàn thành hết tất cả những điều mà chỉ huy đưa ra. Báo cáo hết. Đồng chí chú ý, trong phòng như thế này là đồng chí bảo mà hoàn thành nhiệm vụ là chưa được. Đồ đoàn vẫn còn rất lộn xộn, vani còn đang mở. Lúc này là chưa hoàn thành nhiệm vụ nha đồng chí Thái nha. Hai nữa là tôi giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Nếu đồng chí có việc cần, các đồng chí phải báo cáo ngay với người chỉ huy để chúng tôi giải quyết. Không được tự tiện, tự quyết. Các đồng chí là chiến sĩ mới vào đây. Tôi yêu cầu tất cả mọi hành động, tất cả mọi việc làm, các đồng chí phải báo cáo người chỉ huy, kể cả là việc đi vệ sinh. Các đồng chí rời khỏi phòng là các đồng chí phải báo cáo. Tôi lấy ví dụ tới đây các đồng chí tổ chức nhiệm vụ canh gác. Nếu các đồng chí tự tiện các đồng chí bỏ vị trí canh gác là không được. Tôi chưa nói trong cái tình huống là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Tất cả những đồ ở trên giường kia là của đồng chí nào? Của tôi ạ. Đây là đồ lót của tôi ạ. Đây là cái gì ạ? Đây là miếng dán nhiệt tôi vừa mới xin được của những đồng chí khác ạ. Đây là cái gì đồng chí? Đây là áo lót. Những nội dung này là đồ dân sự, các đồng chí không sử dụng. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồ của đồng chí Khánh giữ lại đâu? Dạ. Dạ đồ của tôi, đây là quần lót ạ. Chính cái quần lót. Trừ những... Đồng chí dỡ ra. Dạ, đây là màu đỏ. Đây là màu đen. Đồng chí không cần phải giới thiệu màu. Dạ rồi ạ. Bán hàng thì giới thiệu màu. Hơi to nhỉ, xài hơi to. Tại sao đồng chí lại chuẩn bị tận đến 9 cái quần lót? Mặc dù chỉ đi nhập ngũ 7 ngày, nhưng tôi đã tính những trường hợp lỡ tôi bị xô ngã xuống vũng sình thì lúc đó sẽ bị ướt quần lót ở bên trong, nên tôi đem thêm 2 cái phòng trường hợp. Phòng trường hợp không có gì để mặc. Còn đây là quần bơi, nhằm cho những nhiệm vụ cần phải bơi lội. À, đồng chí để sang bên cạnh. Vâng ạ. Đồng chí sử dụng đến tận 9 cái quần lót này thì đồng chí định là không giặt quần áo trong thời gian thực hiện nhiệm vụ hay sao nhỉ? Tôi
như đã chia sẻ từ ban đầu, tôi mang hờ còn hơn là bị sót. Nên đồng chí cho bao nhiêu thì tôi sẽ giữ lại bấy nhiêu ạ. Thế tôi hỏi đồng chí là những đồ này công chí sắp vào ban ô, đến lúc hành quân thì liệu đồng chí có đủ khả năng để mang vác không? Dạ, tôi đã lường trước được những chuyện đó, nên tôi đã lựa chất liệu cô tông mỏng và phi bóng, nên là rất là nhẹ tên, để tránh trường hợp bị nặng khi mà di chuyển ạ. Thứ nhất là cái đồ quần nót thì cho phép công chí giữ lại, quần bơi thì công chí cất. Dạ vâng ạ. Dạ. Còn những đồ này? Dạ, đây là tương ớt ạ. Dạ, tương ớt tôi mang để ăn kèm chung với những món mà gia vị hơi nhạt. Tôi không biết được khẩu vị ở ngoài đây như thế nào, tôi mang hờ để tránh trường hợp nếu nhạt miệng thì tôi rưới tương ớt vào ăn ạ. Còn đây là loa để tôi mở nhạc chiêu chiêu cho các đồng chí trong quá trình một ngày dài mệt mỏi ạ. Đồng chí bỏ hệ thống đồ trong cái túi nhỏ đây. Dạ vâng ạ. Dạ, đây là xịt mũi cắn côn trùng. Dạ, đây là xịt nước hoa hồng cho kiểu da dẻ ấy ok. Còn đây là kem chống nắng. Dạ, đây là xịt chống nắng. Dạ, đây là xịt khoáng ạ. Dạ, cái này là xịt giữ ẩm ạ. Che khuyết điểm. Dầu gió. Dưỡng môi ạ. Nước hoa. Xịt thơm cơ thể. Thuốc nhỏ mắt. Serum. Dạ, son cho những ngày lạnh giá ạ. Cái này khỏi ạ. Này nước rửa tay ạ. Cái này là cái gì vậy? Dạ, cũng là kem chống nắng ạ. Còn đây là nước tẩy trang và dao cạo râu ạ. Đồng chí đứng dậy. Dạ vâng ạ. Tôi hỏi đồng chí là đồng chí đi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay là đồng chí đi picnic? Đồng chí có thấy rằng đồng chí mang đồ này là như là một buổi đi picnic đồng chí không? Dạ. Tôi biết nó không đúng với thuần phong mỹ tục ở trong đây. Nhưng mà do là sau khi tham gia nhập ngũ ở đây thì tôi về phải tiếp tục quay phim ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi sợ da sẽ bị sai rắc co của phim ạ. Sai. Đồng chí bỏ cái kính ở phía sau ra. Dạ vâng ạ. Thứ nhất, cái nội dung mỹ phẩm là đồng chí cất, không sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đây. Các vật chất là quần xịt, kem đánh răng, bàn chải và cái thuốc công chí đã sử dụng trong thời gian dài. Dạ vâng ạ. Thì công chí giữ lại. Còn các vật chất khác là công chí gói gọn và gửi lên đại đội. Dạ vâng, rõ. Đồng chí còn ý kiến không? Dạ có. Dạ có. Tôi chỉ xin đổi hết những cái này để đổi lấy dao cạo râu với lại cái lăng môi, tại môi tôi hay bị khô và nứt nẻ chảy máu. Một cái chống nắng thôi ạ. Và một chai lăng nách trừ những hôm nách hôi. Nách hôi. Nách hôi. Tại vì do mồ hôi ngoài nắng ạ. Kem chống nắng ạ. Kem chống nắng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đối với hoạt động môi trường bộ đội chúng ta, nắng gió là tiếp xúc bình thường. Kem chống nắng đồng chí cất. Cất là cho hay là cất cho, vào dạ. Vị trí để gửi. Dạ vâng ạ. Còn tôi bị nứt môi ạ. Tôi hỏi đồng chí nhá. Dạ, đồng chí vâng vào ạ. Đây để thực hiện nhiệm vụ. Sau một tuần da rẻ đồng chí sẽ đen. Cứng gọi hơn chứ không phải là trắng trẻo như bây giờ công chí. Dạ. Công chí yên tâm. Vậy còn lăng nách thì sao ạ? Lăng nách tôi thật sự xinh ạ. Không lăng nách đồng chí đâu. Dạ. Lăng nách tôi xài sắp hết rồi nên rất nhẹ ạ. Tại sao đồng chí bắt buộc công chí phải sử dụng lăng nách? Dạ tại vì mồ hôi mình đi hành quân ở ngoài nắng, nách sẽ ra mồ hôi và hôi, và tôi đó là cái điều mà tôi sợ làm thiếu cái sự tôn trọng của tôi đối với các đồng chí khác ạ. Tôi chỉ xin lăng nách thôi, xin lăng nách thôi, lăng nách thôi. Tôi hỏi đồng chí, dạ, một vâng. Là đồng chí có bị gọi là tôi không hôi nách, tôi không bị hôi nách. Đấy là thứ nhất. Tôi hỏi các đồng chí Độ, nếu đồng chí Khánh mà quá trình thực hiện nhiệm vụ mồ hôi ra nó có hơi mùi một tí, đúng không? Hơi mùi chứ không phải là bệnh mùi hôi nách. Đồng chí có không coi trọng đồng chí Khánh không? Báo cáo đồng chí.
Ê, đồng chí ơi, cái chỗ đấy đừng cắt được. Nó là factor xong nó lên chậm đấy. Tôi không chạy bộ bởi vì tôi có bệnh. Đi Tú chú ý, thẳng tay xuống. 4. Tôi thấy đồng chí Hòa sung quá.